một sự kiện vinh danh những cá nhân đóng góp nổi bật cho thể thao Việt Nam. Hướng tới kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống thể thao Việt Nam, đồng thời phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024. Tất cả sẽ được tường thuật trực tiếp vào lúc 7:30 sáng 24 tháng 3 trực tiếp trên On Football và On Sport Cộng.